Kim Vũ xin kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin. Công cuộc chống tham nhũng sẽ không giảm mà còn quyết liệt hơn. Ngày 6 tháng 5, AFA tiếng Việt đăng bài bình luận đòn hồi mã thương của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng của blogger Trần Hiếu Trần. Tác giả dẫn lời người phát ngôn Bộ Công an, Trung tướng Tô Ân Sô tại cuộc họp báo chính phủ thường kỳ ngày 4 tháng 5 rằng, khi lãnh đạo ban chuyên án báo cáo Tổng Bí thư về một số vụ án do ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng chỉ đạo tổng bí thư đã khen ngợi bộ công an quyết tâm quyết liệt trong đấu tranh phòng chống tham nhũng tiêu cực theo tướng sô tổng bí thư cũng yêu cầu bộ công an tiếp tục quyết tâm quyết liệt hơn theo tinh thần thượng tôn pháp luật không có vùng cấm không có ngoại lệ theo tác giả thông điệp của tổng bí thư tuy không mới nhưng khá nổi bật lần đầu tiên người dân được nghe đảng trưởng nhắc đến tinh thần thượng tôn pháp luật và dường như đấu tranh chống tham nhũng tới đây sẽ không thuyên giảm mà sẽ quyết liệt hơn và đây là hình bài trên AFA. Tác giả đánh giá đây có thể là đòn hồi mã thương bí truyền của ông Tổng bởi suốt thời gian gần đây, ông Trọng hầu như im lặng trước những lãnh đạo vừa bị trảm mà dư luận coi đó là những thái tử được ông chọn để trao lại vương quyền. Ông Trọng phải lên tiếng, dù gián tiếp, để dẹp những lời ông tiếng ve rằng cuộc chống tham nhũng đã thất bại, rằng ông bị kẻ khác tiếm quyền, thao túng chính trường. Nhưng vẫn theo tác giả, lời nguyền thượng tôn pháp luật của ông Trọng có thể bị phản đòn, không có vùng cấm, nhưng lại có nhiều vùng né. Vụ AVG mà ông Tô Lâm với hàm Thứ trưởng Bộ Công an nhưng đã ký ba công văn đóng dấu tuyệt mật để lấp liếm sự việc, liệu có bị hồi tố. Rồi vụ ông Tô Lâm bay sang Đức bắt nghi can Trịnh Xuân Thanh trên đất bạn, làm hỏng quan hệ Đức Việt, ai chịu trách nhiệm. Chưa kể đến những vụ công an bắt nhầm dê của dân, vụ công an bắt cóc trẻ con đòi tiền chuột, và những vụ phạm pháp khác của cán bộ công an. Tác giả đề cập đến một đại án khác đang ló dạng, đó là vụ án xảy ra tại dự án Đại Ninh, tỉnh Lâm Đồng, khiến C03 đã phải khởi tố, bắt giam ông Mai Tiến Dũng, nguyên bộ trưởng chủ nhiệm văn phòng chính phủ, vào ngày lễ 30 tháng 4. Và đây là hình bộ công an Tô Lâm, nhân vật chủ chốt trong công cuộc đốt lò, liệu có bị hồi tố. Tác giả nhận định, siêu dự án Đại Ninh đã khiến nhiều lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng vướng vào lao lý. Như một vết dầu loan, nó lại chảy ngược lên thượng tầng Ba Định. Theo những nguồn tin không thể tiết lộ danh tính, vụ đại án mang tên Đại Ninh đang và sẽ gây ra rất nhiều hệ lụy trong việc chọn cả chủ tịch nước lẫn chủ tịch quốc hội. Tác giả phân tích về những điều lạ lùng đang diễn ra khi mà cả hai vị trí chủ tịch nước và chủ tịch quốc hội đều đang để trống và việc ngay cả báo chí nhà nước cũng không thể tiếp cận hiện trường các kỳ họp của đảng và quốc hội vừa qua. Theo đó, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân tuy chỉ là ủy viên trung ương đảng nhưng vẫn được cử vào ghế quyền chủ tịch nước. Trong khi, ông Mẫn là ủy viên bộ chính trị, cương vị trong đảng cao hơn nhưng chỉ được phân công điều hành các hoạt động của quốc hội cho đến khi bầu lại chủ tịch quốc hội. Và bà Trương Thị Mai chưa thể nhận chức vụ cao hơn, theo lời đồn, bởi ông Tổng chưa tìm được người đủ tin cậy để thay thế các chức vụ hiện nay của bà cuộc thương lượng giữa các phe phái do đó vẫn còn đang tiếp tục. Tác giả dẫn đánh giá của VOA rằng sự ra đi của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, người thứ ba trong tứ trụ Việt Nam, đang cho thấy sự khủng hoảng về người kế nhiệm lãnh đạo đảng và phản ánh sự leo thang đáng báo động của chủ nghĩa thân hữu cũng như đấu đá nội bộ, theo nhận định của giới quan sát và truyền thông quốc tế. Quý vị và các bạn đang xem chương trình trực tiếp của Kim Vũ với bản tin Công cuộc chống tham nhũng sẽ không giảm mà còn quyết liệt hơn. Xin mời quý vị và các bạn chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi trên Youtube và Facebook của Thời báo chấm đề để luôn được cập nhật bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Kim Vũ xin kính chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình lần tới. Kim Vũ xin kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin. Người tị nạn tại Anh sẽ bị đưa sang Rwanda bắt đầu từ tháng 7. Ngày 5 tháng 5, AFI tiếng Việt loan tình anh quốc bắt đầu trục xuất người tị nạn sang Awanda từ tháng 7. Theo đó, kể từ tháng 7 năm 2024, người xin tị nạn nhập cư bất hợp pháp vào Anh sẽ bị đưa sang Awanda. Trong thông cáo ngày 1 tháng 5, Bộ Nội vụ Anh cho biết đã bắt giữ nhiều người nhập cư bất hợp pháp trong khuôn khổ những chiến dịch được tiến hành trong tuần trên toàn lãnh thổ, nhưng không nêu con số cụ thể. Và đây là hình hai bản tin trên AFI. AFI cho hay đây sẽ là những người đầu tiên bị đưa sang Awanda chiếu theo luật mới Safety of Awanda được vua Charles Đệ Tam chính thức phê duyệt ngày 25 tháng 4. Trong số này đã có một trường hợp tự nguyện sang Awanda. Theo tính viên AFI, Sinodi Goucher tại London cho biết thêm, đây là trường hợp đầu tiên và cũng là trường hợp mang ý nghĩa biểu tượng. Ngày 30 tháng 4, một người nhập cư nộp đơn xin tị nạn trên lãnh thổ Anh nhưng bị bác đã chấp nhận được đưa đến Awanda. Nhưng việc này diễn ra dựa trên cơ sở tự nguyện, người đàn ông không muốn quay về quê nhà và để tạo điều kiện cho quyết định của di dân này, chính phủ Anh đã hỗ trợ cho ông vài ngàn bạn anh để có thể sống ở Awanda trong vòng tối đa 5 năm. Song song với cơ chế này, chính phủ cũng cam kết ép buộc người nhập cư bất hợp pháp sang Awanda. Nhiều chuyến bay sẽ khởi hành từ ngày 1 đến ngày 15 tháng 7, trùng thời điểm với kỳ bầu cử tổng thống và quốc hội ở Awanda quốc gia Đông Phi này sẽ xét duyệt đơn xin tị nạn, nhưng kết quả có thế nào thì những di dân đó cũng sẽ không thể trở lại Anh. Và đây là hình thủ tướng Anh Rishi Sunak. Luật di cư mới giúp chính phủ Anh lờ đi nhiều phần trong luật pháp quốc gia và quốc tế về nhân quyền. Việc này cũng khiến nhân viên dịch vụ công bị động, bị dằn xé giữa luật pháp và những điều chính phủ trông đợi ở họ. Chính vì vậy, nghiệp đoàn dịch vụ công FDA đã đệ đơn kiện đơn sẽ được xem xét vào tháng 6. Trước đó, ngày 24 tháng 4, AFI London quốc tế chỉ trích Anh, thông qua luật trục xuất di dân sang Awanda. Theo đó, ngày 23 tháng 4, từ Liên Hiệp Quốc đến các giáo hội công giáo đều lên tiếng kêu gọi Anh từ bỏ việc trục xuất người xin tị nạn sang Awanda. Theo thông tính viên của AFI tại London, đây là bước đầu cho chiến lược chuẩn bị tranh cử vào mùa thu tới trong bối cảnh đảng bảo thủ có nguy cơ thất thế sau 14 năm cầm quyền. Thủ tướng Anh đã giữ lời, ông Rishi Sunak có thể tự khen vì đã cho thông qua được văn bản mà người tiền nhiệm Boris Johnson phát thảo sau đó trở thành ngọn cờ trong nhiệm kỳ thủ tướng của ông. Và đây là hình rất đông người Việt xin tị nạn tại Anh Quốc bằng con đường nhập cư bất hợp pháp. Nếu như ông Sunak có thể ca ngợi thắng lợi về mặt luật pháp, thì về lý thuyết, các chuyến bay thuê bao đưa di dân sang Awanda sẽ không giải quyết được vấn đề vượt biên bất hợp pháp qua biển Manchi, theo giải thích của luật sư Nicholas chuyên về nhập cư với đài BBC. Người ta chưa từng đọc được bất kỳ báo cáo nào nói rằng chính sách này làm giảm các chuyến vượt biển. Không có bất kỳ bằng chứng nào về điểm này. Mọi thứ mà họ đang cố làm chỉ là ngăn việc trục xuất những người dễ bị tổn thương đến một quốc gia có thể gây tổn hại cho họ. Thỏa thuận Awanda cũng là một trong những hy vọng cuối cùng trong chiến lược bầu cử để bắt kịp công đảng hiện đang vượt đảng bảo thủ khoảng 20 điểm trong các cuộc thăm dò dư luận. Bởi vì đợt tổng tuyển cử có thể diễn ra vào mùa thu tới và vấn đề di dân vẫn là trọng tâm các cuộc tranh luận. AFI cho biết thêm, Liên hiệp quốc đã kêu gọi London cân nhắc lại kế hoạch đồng thời lên án Anh càng ngày càng thắt chặt luật pháp hạn chế quyền được bảo vệ đối với người tị nạn từ năm 2022. Ủy viên Hội đồng toàn châu Âu về nhân quyền, ông Michael lên án luật mới của Anh vi phạm sự độc lập của tư pháp Quý vị và các bạn đang xem chương trình trực tiếp của Kim Vũ với bản tin Người tị nạn tại Anh sẽ bị đưa sang Awanda bắt đầu từ tháng 7. Xin mời quý vị và các bạn chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi trên Youtube và Facebook của Thời báo chấm đề để luôn được cập nhật bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Kim Vũ xin kính chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình lần tới.